Em xin chào tất cả anh chị em buổi sáng ngày 26 nha anh em. 26 tháng 3, sáng hôm nay là lên rặt cho anh em một line này này. Áo thun combat. Anh em nào cần những con áo thun để mình bận chạy đường hoặc là cất vào mùa đông bận ha. Mùa này thì bận rất là mát, nhưng mà anh em bận ở nhà thì với điều kiện ở đây là nó rất là mát rồi này. Anh em nhìn cái lưới của nó nè, đó là cái phần lưới lưng nha. Hai cái thân này là lưới như vậy, còn ở bên này là thun, bên này là thun này, thun nó không lưới nhưng mà thun. Nếu mà anh em mà dài tay không thích thì cắt cọc tay như vậy. Ở trên tay nó có cái túi anh em, trên này có cái túi này, mình không thích mình cắt ngang đây, tức là con áo nó cọc tay và nó đẹp. Là anh em bận ở nhà, còn anh em mà bận chạy đường là nên để cả dài tay như vậy, chạy xe rất là đẹp luôn. Tay thì túi bao la. Trên này một túi này, đây túi, đây toàn thân là thun, thun hết nha. Mỗi kiểu thun khác nhau và hàng cấp phát của Mỹ đã qua sử dụng. Anh em có nhu cầu chốt cho em nha. Con này size XL, hơi to một chút. XL là con này là 75-80kg. 75-80kg là bận thoải mái một chút. Còn con này anh em bận body là 90kg. 90kg nha anh em. Con này gọi là cọc trắng Tiger và dài áo là 80, hay còn gọi là không quân Mỹ, bề ngang là 58-59. Rồi con này đồ mới thì đang đẹp lắm, hàng cấp phát ở ngoài nghe em, đẹp quá. Con này tầm 93-95%. Ai ưng chốt con này giá cực rẻ luôn, 240.000 mã 26. Bán tri ân cho anh em lô này luôn nha anh em. Nó hầu như giờ trở đi là em bán toàn giá rẻ cho anh em à. Nên là còn nhiều là vết, gọi là vết kho rồi đó. 240.000 mã 56. Cái áo này bình thường là 7-800 vào. Này bán 240.000. Đẹp nha. Tiếp một con combat ACU. Bữa nay anh em ai không vừa ai vừa tranh thủ chốt nha. Thực sự là cái này được có một lô này duy nhất và like này duy nhất thôi, không có like thứ hai của áo này. Áo này cũng vậy, thun toàn phần và size XL y hệt như con kia luôn. Y hệt như cái con không quân, nhưng mà con này là ACU nó khác với lại. Con này dài áo 77. Con này thì cái phần trăm của nó nghe có vẻ cũng bằng. Con này 290.000 mã 58 nha anh em. Tầm 93% thôi. Nhưng mà con này lại ở chỗ này nó có đổ một chút lông này. Anh em nhìn thấy không? Toàn bộ áo này không có bị gì, chỗ này nó đổ lông. Thì như cái này nó chặt vào đâu á. Ai ưng con này chốt giùm em 290.000 mã 58 nha anh em. 290.000 mã 58. Có một con màu đen. Đen thui lùi. Con này của hãng Rocco XL cũng to á. Hãng Rocco thì anh em cứ vô tư mà bận anh em, màu của nó hơi đỏ rồi. Đen mà đen đỏ đỏ, anh em nhìn thấy cái phần bụng này là lồi to lắm này. Con này ai mà to thì bận dạn thoải mái, rất là nhẹ nhàng em. Hai bên này là vải này, hai cánh tay là vải, ở giữa là thun thôi ha. Hãng Rocco là Made in China anh em à. Dài áo là 77. Bề ngang của nó là 70. Của lính Mỹ nha, của lính lính China anh em. Cái phần này thì em đã review trong, nói chung là nó cứ he, nó đỏ, đen mà đen đỏ đều cả con áo xuống đều. Con này tầm 80-85%. Em bán con này 300.000 mã 55. Nói chung là con này cái màu của nó như vậy cũng không ai biết được là nó màu đỏ, đen đỏ đâu. Như kiểu không biết được là nó đổi màu đó. Nhưng mà đúng là con này là đổi màu. Người ta cứ tưởng là đen đỏ nhưng mà không phải. Nó là màu đen nhưng mà
người ta sử dụng cái bụng này này, bụng này to là cứ làm việc hay sao á, cái bụng này nó lại he hơn, nhìn nó ma sát nhiều nó he hơn. Cái bụng con này size L, hàng cấp phát hết nha anh em. L và toàn bộ là thun, L là anh em bận thoải mái là 70 kg, còn bận body là 8 đến 90 kg. Em đo chiều dài nha, dài áo là 75. Anh em nhấn mạnh lại một cái nữa, ai chưa có tranh thủ chốt cái lô rẻ này và không có lô thứ hai con này nữa nha em. Tuy là em bán vét kho cho anh em này bình an 55 56, nhưng mà không bao giờ có nói vét kho hơi điêu. Vét kho là hơi điêu đó. Chẳng qua là em tri ân cho anh em đầu tháng này em bán tuột luôn, bán hết mà nghĩ á, đều đẹp nha anh em, 93-95% đều đẹp nhá. Ai vừa con này chốt giùm em 290.000 mã 53. Cái con này mà ai mà bụng hơi to một chút, 60-65 vẫn đẹp nha anh em. Anh em đừng có quýt nó body nha. Lưu ý giùm em cái dòng áo này nó rất là lòi. Dòng áo này nè, em để nha. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đây là cái áo của em thôi á. Đấy, không? Cái bụng của em này. Đấy, khó chưa? Cho nên là mình có cái gì là nó lòi hết cái đấy, thấy không? Cái nào có nó lòi hết, cho nên mình phải cẩn thận nha. Khi mình bận, mình muốn là mình tự tin thì mình phải bận rộng rộng ra một chút. Chẳng hạn như em có cái bụng to là em quất cái áo rộng như thế này này, nó đâu có lòi, thấy không? Con này là size M. M là 60-65. 60-65 bận thoải mái và 70-80 kg là bận body. Dài áo là 77 nha nhé. Dài áo 77 và bề ngang của nó là 53. Con này ở trước có cái logo Army này đẹp nè. Cái con áo mà hôm qua kia em hay bán cho anh em cái hiệu, thương hiệu của áo này này. Mấy cái dòng áo áo gió. Con này có mấy vết dơ nhỏ nhỏ. Có mấy vết dơ nhỏ nhỏ này, nhỏ xíu xíu thôi. Áo thì đang đẹp nhưng mà nó dơ nhiều chỗ anh em ạ. Dơ này. Anh em mà chấp nhận được thì bán rẻ anh em con này nhé. Đấy, có mấy cái chấm dơ này. Dơ này. Anh em nhìn kỹ nha. Trước ở đằng sau thì đều, nói chung là nó bị mấy chấm 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 nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà con này đẹp. Em bán con này chỉ có 200.000 thôi, chốt giùm em mã 51 200.000. 200.000 nha anh em. Bán bữa nay gọi là kiếm tiền mua mì tôm, chứ không phải là bán mấy cái này không có giá, không có giá gốc đâu. Tiếp một con Tiger nữa này. Anh em nhìn phân biệt được hai cái không ạ? Hai cái này. Cái này nó khác nhau nha anh em. Một bên cọp, một bên ACU á. Bên này cọp ACU này. Nó khác nhau, anh em nhìn kỹ cái bề giùm em ha. Tất cả là hàng của Mỹ. Con này size XL. XL. XL là hồi nãy em có nói với em là 80 kg, 75-80 kg là mình thoải mái. Còn 90 kg trở lên là bận body, dài áo 77. Con này lỗi nha anh em, con này không có được mới lắm nha. Bề ngang là 58-59. Báo cáo con này áo thì đẹp nhưng mà nó bị lỗi rồi, mình phải cân nhắc nha anh em. Em review cái đã này. Con này bán chỉ có 190.000 mã 52. Đây là đều đẹp hết nha. Bên này cũng đều, ống tay cũng đều, đều hết, đều hết. Qua bên này này, nó bị lỗi ở ngay góc này này. Đấy, đây nó bị lủng một phát anh em ơi. Đây ạ.
cái chỗ này thì anh em về có thể anh em xử lý được, có cái là mình mất công phải may thôi. Kêu thử may, may dùm cho tôi một cái đường này anh tham vào trong anh em. Đấy, mình anh tham vào này, như kiểu cái đường rầy mình may vào trong này cho nó mất đi, vậy là được hết. Rồi, con này 200.000, à 190.000, mã 52, mã 52 nhá. Nói chung là như con này là size lab, mà em mà bẩn thanh thang vẫn được, em bẩn thử cho anh em coi nha. Con nào không biết con này size lab là dành cho người 75-80kg bẩn thoải mái, còn mà bẩn body á, là bẩn 90kg. Nhưng mà em mà có 55kg em bẩn như vậy vẫn thoải mái, chứ đừng có nói là 75 không em. Đấy, ai mà bụng to mà em bẩn như vậy, nhìn anh em coi cái thử, coi thử là mình bẩn như vậy thì 75 này anh em bẩn 75 là nó ra vậy này, à nó tròn tròn người, nó đều như thế này này. Em sốc lên anh em giòn này, nó tròn người như vậy thôi là đủ rồi. Nó bề ngang nó chưa có nha, tới khi mà anh em mà to bẩn body ra nữa thì nó như thế này. Rồi, ai thích sao chiều 190.000, mã 52. Anh em về chịu khó giặt giùm em cái, nó hơi bụi, nó bụi là thở không được. Thì cái này nó khui ra nó chưa có giặt chủ hay sao mà nó bụi ngột luôn. Hầu hết là đồ này nó đã xử lý, nó giặt rồi nó mới đóng mà không biết sao nữa. Tiếp tục con này anh em, con này là chữ một vàng size M luôn, à, cấp phát hết nè, size M 60-65. Con này nó lũng rồi anh em ạ, con này nhìn đẹp trai mà nó lũng, không có đẹp, lại không có mới nữa. Ê, con này không có đẹp nữa, nhìn nó xấu lắm. Anh em nhìn lông lá này, này, trời ơi, nhìn lông lá thấy chưa? Ở đây nó lũng một lỗ này. À, đằng trước thì nhìn được nhưng mà con này sơ sát lắm, không có duyệt được. Con này giá 250, không chốt, đừng nên chốt anh em, không nên chốt. Bán rẻ anh em về bệnh cho vui thôi nhá, bệnh đi lao động thôi. 100.000, size M 60-65, và anh em cái này em ghi 250 này, 60-65. Bệnh body thì 70-80kg. Chốt cho em con này 100.000. 100.000 nha anh em. Tiếp con này là size gì? Con này cũng size M 60-65. Toàn thân này là full hết nha anh em. Chỉ có con màu đen này nãy là nó là vải hai tay tay thôi. Dài áo 77, bề ngang thì 50-51. Bây giờ em review nè. Con này đều đẹp, đều đẹp. Nói chung con này là tầm 93% vô tưng, không có đổ lông và đều. Chốt giùm em con này 290.000, mã 59 ạ. 290.000, mã 59. Con này tạm được này, không đẹp không xấu, cung bình, ai ưng chốt con đó được nha nhé. Rồi, con này mấy con này thao anh em sử dụng size XL. Hồi nãy XL em bẩn đó, 75kg là bẩn thoải mái, và 90kg trở lên là bẩn body á. Rồi, dài áo 73, con này ngắn nha. Mấy con kia dài 75, con này có 73 này, bề ngang là 57. Hàng cấp phát hết, toàn thân là full hết, 90-93% đều và đẹp. Con này đẹp hơn ấy, con này đẹp hơn ấy, con này đẹp hơn, nhưng mà tao cứ cho như vậy đi. Ai ưng con này 280.000, mã 65. 280 mã 65. Con này nhìn đẹp hơn này, xuất sắc, được, như tất gái được.
Rồi tiếp một con Asiu compact toàn full. Con này là size XS, size nhỏ nhất nha anh em, toàn bộ là full. Con này là chỉ được 40 đến 50 ký. Bây giờ em sẽ bẩn con này lên cho anh em coi những cái đồ nhỏ của nó sẽ body như thế nào anh em nhìn thấy nha. Để anh em chiêm ngắm cái phần lồi của em này. Con này mới và đẹp lắm. Nói chung con này đẹp mà nhỏ. Size nhỏ này thường mắc hơn và vẫn bán rẻ luôn này. Một khi đã sổ cho anh em thì bán rẻ luôn. Tem. Nói chung con này rất là mới nha. 40 đến 50 ký. Nhưng mà em là 55 ký này. Bề ngang là 50. 50 bề ngang thì bằng size M này. Dài áo là 73. Áo này còn đẹp lắm. Nhưng mà bán rẻ nha. Cho em chút. Muốn rẻ đẹp gì. Em nhìn cái độ phiêu phèo của nó này. Con này 290.000 mã 60 nha anh em. Anh em nhìn cái độ phèo. Con này em bận vào mà cũng đâu có độ phèo gì đâu. Chứng tỏ là con này em vẫn chưa body lắm. 40-50kg là bận rộng mà con này thoải mái thì 60kg là hết đát mà cũng đâu có rộng anh em này. Nếu đúng size của nó là 50-60kg là bận body. Cái này 60-65kg body cũng chưa ăn nhầm gì hết. Rồi, ai thích thì chốt cho em nha. Em tưởng là khoe được cái khoe được cái muối. Khoe được cái muối của mình cho cả nhà mà không khoe được. Muối muối chưa tập nhưng mà bận vào là thấy lòi muối à. 290.000 mã 60, con này ai vừa chốt nhanh con này này. Vừa mới vừa đẹp và size hiếm luôn. Cái một con này Asiu nha, con này size L. Chữ vàng anh em. Toàn thân là full, L là 70 ký. 70 ký là bận rộng như hồi nãy em bận á. Còn 8 đến 90 ký là bận body á. Dài áo là 80, con này dài 80 này anh em để chiều dài nha. Bởi vì em đo cái chiều dài là phụ thuộc vào anh em chiều cao thấp đó, bề ngang là 55. Có người thì cao mình phải cắt chiều dài. Con này là em không nói chiều dài xuống chiều cao đâu. Bởi vì anh em có người thì cao thích cao trên này, người thích dưới này thì tùy anh em thôi. Mình không nhất thiết phải bắt anh em phải theo ý của mình ha. Rồi con này 250 mã 62 đẹp lắm. Chỉ có một chút dơ đất đây nhẹ nhẹ thôi này, không ăn nhầm gì hết. Nói tóm lại là con này đang còn đẹp lắm. 96% được luôn. Chốt giùm em nha, giá cực kỳ rẻ và sốc này. 250 mã 62. 250 ngàn năm có một lần đi nhé. 250 là bán rẻ 1/3 với cái giá bình thường em bán. Còn thị trường người ta bán em không biết. Ở đâu rẻ anh em cứ tới mà mua. Phải không ạ? Mình có mật mà. Ai rẻ vào mua nếu mình thích. Còn đối với em thì con này là những cái line này là phải nói là chưa từng em bán. Đây là một con áo cộp tiger màu trắng nha anh em, size L. Nói tóm lại người ta bán size em cũng biết đâu mà biết, có đời nào đi đâu đâu mà biết. Rồi con này đều và đẹp lắm bà con ơi, con này mới và đẹp lắm này, cộp mới và đẹp lắm. Con này 96% được luôn đi, không lầm lỗi gì hết luôn. L là 70kg bằng body và 8-90kg là bằng thoải mái nha anh em. Anh em để chiều dài này. Dài áo con này cũng là 80. 80 là phải cao trên 1m7 nha. Dài áo là bề ngang là 54. Rồi chốt cho em con này giá chỉ có 290.000 mã 63. Mã 63. Có mấy con thôi anh em tranh thủ chốt nha. Giá lao động có, giá đi chơi có, giá đi tán gái có. Con này bị ban rồi. Con này là báo cáo là bị nhão cổ rồi. Tức là nó ban cổ này, anh em nhìn thấy lạng lạng cổ chưa. Còn có những con mà em lai lên cái vòng cổ nó vẫn còn giữ bóp. Con này được
1% không có mới nữa, 80-85% nữa thôi. Con này size M, anh em nhìn thấy nó mỏng à, cái độ mát của nó nhìn cả cái mặt em vào trong này. M là 60-65kg, em đo bề ngang coi nó bao bao nhiêu nhỉ. Bình thường mấy con kia là 50-51 phải không? Con này, M này, con này nó giãn ra được bao nhiêu nha. Tôi cho là mẹ con này giãn ra tới 58 rồi. Con này anh em đừng có nói 60-65 body nữa, mà phải 70-80kg nó vừa luôn. Dài áo là 84. Tức là con này nó không còn cái độ body nữa, mà nó giãn ra luôn, nó banh cà bá rồi. Ở trước cái bụng này nó cũng bị dơ một chút này. Ừ, đây lũng mà, đây bị lũng ngay cái cổ, anh em nhìn thấy cái cổ nó dạt không? Đó. Rồi, bán rẻ con này nha anh em, 150.000. Mã 61. 150.000 là em ghi 200.000 hết. 150.000. Mã 61 nha nhé. Hôm nay bán đồ là bòn mì tôm chứ không phải là bán đồ để kiếm tiền đi chợ đâu nha. Mua mì tôm sợ không đủ luôn á. Tiếp con áo này compact. Con này đều. Con này size M. Con này cũng được 90% hay. Không được. Chắc là được hay không được thì không biết, chắc là không được đâu. Bởi vì con này nó bị lủng mất phát đây này. À, lủng một phát đây rồi. M là 60-65kg bằng thoải mái. Em đo cái độ giãn của nó nha. Độ giãn của nó là 52. Bình thường 50-51, con này ra 52 rồi đó. Dài áo là 79. Rồi. Con này không được 90, ta cho kể 85-90 gì cũng được. 200.000 mã 64. 200.000 mã 64. Còn một con, hai con nữa hết nha anh em. Con này cũng size M luôn. Anh em mua mấy con này bận lao động, chạy xe thồ, chạy làm gì, làm thao, rẻ và đẹp đấy chứ. Rồi, con này đều và đẹp đấy. Con này đẹp anh em ạ. Đẹp trai. Con này size M ha. Size M. 60-65 bận body và bận thoải mái là 70-80kg. Nhưng mà mấy cái miếng dán này nè, nó dán nó giật ra cho lông xù xì hết rồi. À, lông nó bay hết rồi. Áo thì đều. Con này 90%. 200.000 mã 57, con này hơi, con kia hơi bị oan ấy. Này, cái con kia hơi bị oan, cái con mã 64 này này. Mã 64 này nó bị oan, em bớt lại con này 150 luôn nhá. Cái con mà mã 64 này em bớt lại cho anh em 150 luôn nha. Vì con này nó bị lủng à. 150.000 mã 64 luôn nhá. Con 200 lúc nãy á. Còn con này em vẫn bán 200.000 mã 57. Con này đẹp trai hơn. Không lủng. Còn một con cuối cùng này em là hết nha. Tuyệt nòi và tuyệt chủng luôn, bây giờ không biết bao giờ mới có lại. XL. Con này là 75-80kg, bận thoải mái. Nhưng mà bận body thì 90kg trở lên. Con này còn đẹp luôn. Đẹp. Xuất sắc. Bề ngang à, chiều dài có 75 à. 75 cũng trên 1m7, à, dưới 1m7. Bề ngang 58. Bề ngang 58. Con này 96%. 96% nhé. Ok luôn. Kể cả cái miếng dán vẫn còn nguyên. Chốt chùm em con này là 270.000 mã 54. 270.000 mã 54. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi. Hẹn anh chị em qua trưa nay vào lúc 11 giờ mình giao lưu tiếp nha nhé. Em cảm ơn và xin chào.